Giờ đọc comment nào. Chào em, cho anh hỏi, anh muốn mua một cái đàn giá 7 triệu mà cả nhà anh cùng vui. Anh muốn đi show, con anh muốn học đàn, vợ anh muốn hát karaoke trực tiếp ở trên đàn. Làm gì có trời. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. À không, có nha anh trai. Có hả, đọc hộp luôn đi nha. Và bây giờ hãy cùng mình đọc hộp nha. Và đây nhân vật chính của ngày hôm nay trong chiếc thùng này, đó chính là chiếc Kettman K350. Như các bạn có thể thấy, Kettman đóng gói sản phẩm rất tốt, đang được bọc bởi một túi ni lông chống bụi và những miếng xốp xung quanh để giảm sốc và bảo vệ đàn khi vận chuyển. Ngoài ra là một giá đỡ sách và một sách hướng dẫn đến từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó là một phiếu bảo hành lên đến 24 tháng đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Và một lưu ý nhỏ là cục nguồn sẽ được đặt ở miếng mút phía phải của đàn. Kettman K350 được thiết kế với những đường nét góc cạnh tạo nên sự tỉ mỉ, hiện đại và mạnh mẽ. Đàn sở hữu cặp loa 20W với cấu tạo 3 lớp tạo nên những âm thanh dày dặn, chắc chắn, giúp người chơi và người thưởng thức có thể trải nghiệm đầy đủ âm sắc mà không cần thiết phải xuất ra ngoài. Màn hình LCD 4 inch thể hiện độ sắc nét, giúp bạn theo dõi được mọi thao tác ở trên đàn. Đồng thời nối liền với mặt gương phản chiếu, tạo nên điểm nhấn ở trên chiếc đàn Kettman K350 này. Đàn được trang bị đầy đủ các nút chức năng với độ hoàn thiện tỉ mỉ và độ phản hồi tốt. Các nút bấm được phân chia cụ thể giúp bạn dễ dàng khi sử dụng. 61 phím đàn với 5 mức độ cảm ứng lực nhấn cho phép bạn tạo ra những âm thanh chân thực nhất với cảm xúc của mình. Mặt trước là cái cổng kết nối, cổng nguồn 12V, cổng mid để kết nối trực tiếp với micro, Head-in kết nối âm thanh trực tiếp vào đàn, phone output để xuất âm thanh ra ngoài loa, setting kết nối với pedal, và cuối cùng là USB MIDI kết nối với iPad máy tính để thu âm và học tập ở trên đàn. Và điểm đặc biệt ở trên chiếc Kettman K350 này đó chính là nút nốt xoay và nút bend hai chiều. Thì thay vì phải bấm số để tìm tiếng và điệu mà mình mong muốn, thì K350 đã trang bị cho các bạn một nút nốt xoay để có thể dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm. Bend hai chiều tạo độ luyến lấy, tăng độ chứng thực khi chơi các loại nhạc cụ dân tộc như chanh, sáo, bầu. Ngoài ra, đàn còn có thể sử dụng pin cho những chuyến dạ ngoại xa mà không cần nguồn điện. Và đây là tổng quan về chiếc Kettman K350. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về chiếc đàn này thì hãy truy cập vào website nhạc cụ minh phụng.com hay đến trực tiếp cái showroom của nhạc cụ Minh Phụng ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt trong tháng 7 lần này, khi các bạn mua hàng trực tiếp ở nhạc cụ Minh Phụng thì các bạn sẽ được tặng ngay một chân đàn, một bao đàn, một chắc phone và một pedal. Link mua hàng thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Hãy đón chờ những cập nhật mới và những chức năng thú vị ở trên chiếc đàn Kettman K350 này nhé. À, và đừng quên like, share và subscribe cho bọn mình để bọn mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.